Xin chào tất cả các bạn nhỏ yêu quý, tất cả các bạn học sinh, sinh viên, tất cả các bạn muốn học lập trình từ đầu, học lập trình bắt đầu từ con số 0. Thì đầu tiên chúng ta học lập trình thì chúng ta phải hiểu khái niệm lập trình là gì và ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình. Trước khi đi vào nắm rõ hai cái khái niệm này thì mình sẽ đặt ra một vấn đề như sau. Mình sẽ có hai bạn An và bạn Mai, đó, mình sẽ hai bạn, bạn An và bạn Mai. Hai bạn này mà muốn giao tiếp với nhau, muốn hiểu nhau thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải nói chuyện với nhau. Chúng ta phải nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau thì chúng ta dùng ngôn ngữ để chúng ta nói chuyện. Ví dụ như chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta dùng ngôn ngữ tiếng Việt. Chúng ta muốn nói chuyện với người nước ngoài, ví dụ người Anh thì chúng ta phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Chúng ta muốn nói chuyện với người Nhật Bản, muốn người Nhật Bản hiểu mình thì mình phải dùng ngôn ngữ Nhật Bản, đấy là ngôn ngữ. Được chưa? Chúng ta dùng ngôn ngữ để chúng ta nói chuyện với nhau. Và cái cuộc nói chuyện của chúng ta là thông qua gì? Thông qua bằng miệng này, đúng không nhỉ? Đấy, thông qua bằng miệng, thông qua bằng gì? Truyền qua không khí cuộc nói chuyện với nhau. Ví dụ như là mình muốn bảo bạn mình là gì? Mình muốn bảo bạn mình là viết ra giấy số 10 cho mình thì mình nói như nào? Bạn ơi, viết giúp mình số 10 ra giấy, đúng không? Tức là mình bảo bạn mình viết ra giấy số 10 thì bạn mình sẽ cầm bút và bạn mình viết ra. Thế mình ví dụ mình mà muốn nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh thì mình phải dùng cái ngôn ngữ tiếng Anh thì người ta mới hiểu, để người ta viết ra giấy cho mình. Thế thì cái công cụ của mình nói chuyện ở đây là gì? Dùng ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ tiếng để mình nói chuyện. Và cái phương tiện để chúng ta giao tiếp, để nói được với nhau là dùng miệng và truyền qua gì? Không khí. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là bây giờ các con muốn nói chuyện với máy tính, muốn máy tính là máy tính in số 10 ra màn hình, máy tính tính tổng hai cái phép toán này. Máy tính hãy giải giúp mình công thức, đẳng thức, hoặc giải giúp mình phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, giải giúp mình bài toán thế này. Thì để nói chuyện với máy tính thì chúng ta phải dùng ngôn ngữ riêng để nói chuyện với tính. Và cái ngôn ngữ đấy chính là ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình là cái phương thức để mình giao tiếp với máy tính, để mình nói chuyện với máy tính, và để mình bảo máy tính làm hộ mình giúp công việc này. Được chưa nhỉ? Máy tính mới đầu nó chưa biết gì đâu. Mình muốn máy tính làm cho mình thì mình phải dạy máy tính làm trước đã. Mình dạy máy tính làm, mình hướng dẫn máy tính cái cách làm. Cái hướng dẫn máy tính cái cách làm đấy, cái dạy máy tính cái cách học đấy chính là lập trình. Và dạy bằng cách nào, dạy bằng cái gì thì chúng ta sẽ dạy bằng ngôn ngữ lập trình. Vậy vì muốn dạy máy tính làm được thì bản thân chúng ta phải làm được, thì chúng ta mới bảo máy tính làm được cho chúng ta. Đó. Chúng ta đã dạy máy tính một lần rồi, máy tính lắm được rồi, thì lần sau chúng ta chỉ việc ra lệnh cho máy tính và máy tính nữa cứ thấy nó thực hiện cho chúng ta. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta đã hiểu được thế nào là lập trình, thế nào là ngôn ngữ lập trình chưa? Không? Lập trình chính là mình sẽ hướng dẫn bảo máy tính làm giúp mình cái công việc này. Và để cái công cụ để bảo máy tính làm giúp cho mình thì chính là cái ngôn ngữ đấy gọi là ngôn ngữ lập trình. Đấy. Vậy thì ở ngôn ngữ lập trình là cái ngôn ngữ dùng để cho người dùng giao tiếp với máy tính, cho người dùng bảo máy tính làm việc theo yêu cầu của người dùng. Được chưa nhỉ? Đấy. Con người muốn hiểu máy tính, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ lập trình. Ở đây ngôn ngữ lập trình nó có rất nhiều ngôn ngữ lập trình như các bạn. Ngôn ngữ lập trình dành cho trẻ em đó là ngôn ngữ lập trình ECRAS, đúng không? Cái ngôn ngữ lập trình ECRAS là ngôn ngữ lập trình bằng cái giao diện đồ họa, bằng cái cấu trúc lệnh đồ họa. Các con chỉ việc kéo thả chuột theo đúng một thứ tự nào đó thì nó sẽ cho thực hiện một công việc theo yêu cầu của chúng ta. Đấy là ngôn ngữ lập trình ECRAS. Thế còn ngôn ngữ lập trình thứ hai là ngôn ngữ lập trình Python. Ngôn ngữ lập trình Python là ngôn ngữ mà các bạn nhỏ cũng có thể học được, và các bạn lớn hơn một chút cũng có thể học được. Và cái
chúng ta là người trưởng thành chúng ta cũng có thể học được, được chưa nhỉ? Cái ngôn ngữ Python là cái ngôn ngữ rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, nhưng nó không phải bằng cái cấu trúc đồ họa chúng ta có thể gấp thả được như Sgraph, mà chúng ta phải gõ các dòng lệnh, các câu lệnh, hay sau này chúng ta sẽ gọi là các là code, là các đoạn code để bảo máy tính làm việc cho chúng ta, đúng không? Để bảo máy tính làm việc chúng ta thì chúng ta phải biết cách làm hẳn chúng ta mới bảo được. Được chứ nhỉ? Đấy là ngôn ngữ Python, là cái ngôn ngữ rất là phổ biến hiện nay và các câu lệnh của nó rất là dễ học, ai cũng có thể học được. Và cũng là các câu lệnh để thực hiện cái nhiệm vụ này, tức là cũng là câu lệnh thực hiện phương thức tính tổng, cũng là câu lệnh thực hiện phép nhân, nhưng mà Java nó lại dùng các câu lệnh khác một chút, đúng không? Ngôn ngữ C hoặc ngôn ngữ C thăng nó lại dùng khác một chút, được chưa? Vậy thì khi mình đã nắm vững một ngôn ngữ lập trình nào đó rồi thì mình sẽ có thể học tốt các ngôn ngữ lập trình khác. Mỗi một ngôn ngữ lập trình nó sẽ có một cái ưu nhược điểm riêng. Nhưng ở đây mình phân tích thấy là ngôn ngữ Python là dành được cho cả học sinh. Học sinh ở đây là học sinh dành cho từ trên 12 tuổi trở lên nhé các bạn. Còn học sinh mà dưới 12 tuổi thì chúng ta lên học cái ngôn ngữ lập trình Sgraph. Vậy ở đến đây thì các bạn đã hiểu thế nào là lập trình, thế nào là ngôn ngữ lập trình. Đấy, ví dụ như là chúng ta muốn máy tính in ra màn hình số 10, đúng không? Cụ thể ở đây chúng ta sẽ dùng lệnh print. Print này chúng ta có thể dùng trong Python này, chúng ta có thể dùng trong C này, C cộng cộng này. Sau này các bạn nếu mà muốn trở thành một lập trình viên thì chúng ta có thể học lập trình C thăng, lập trình Java, hoặc chúng ta học tốt lập trình, cái ngôn ngữ lập trình Python từ bây giờ thì chúng ta đã là cơ sở, Python là cơ sở cho chúng ta phát triển. Sau này chúng ta có thể làm lập trình viên, lập trình website, lập trình phần mềm, lập trình máy học, tức là chúng ta lập trình để các con robot có thể làm việc. Đấy. Chúng ta lập trình cho các con robot để các con robot có thể làm việc cho chúng ta. Được chưa? Đấy người ta gọi là lập trình máy học. Được chưa? Python nó rất là mở rộng sau này nếu như các con muốn theo nghề lập trình. Chưa nhỉ? Đấy. Chúng ta vậy chúng ta dùng cái gì để nói chuyện máy tính? Chúng ta dùng gì? Bàn phím, dùng con chuột, đúng không? Chúng ta dùng các trình biên dịch để chúng ta viết code, viết lệnh vào và chúng ta yêu cầu máy tính thực hiện. Đấy, chúng ta đấy là chúng ta cái cách mà chúng ta nói chuyện làm việc với máy tính để bảo máy tính làm cho mình thực hiện công việc này, thì đó chính là các ngôn ngữ lập trình cho chúng ta thực hiện các công việc giao tiếp và làm việc được với máy tính, và chúng ta yêu cầu máy tính làm việc cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn nhỏ về cái giao diện lập trình Sgraph và cái gì trình biên dịch để mình sử dụng, mình lập trình bằng ngôn ngữ Python. Đây là giao diện lập trình Sgraph này. Đấy. Giao diện lập trình nó có là giao diện lập trình đồ họa, nên chúng ta chỉ việc kéo thả các khối lệnh vào thôi, và chúng ta kích vào cái nút, nó có cái lệnh, khi chúng ta kích vào các đối tượng của chúng ta nó sẽ thực hiện, được chưa nhỉ? Nó sẽ không khó chúng ta, không khó cho cái việc lập trình của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tuân thủ các nguyên tắc thì là chúng ta sẽ điều khiển được cái đối tượng hoạt động, được chưa? Đấy là lập trình Sgraph. Thế còn sang cái lập trình bằng Python là chúng ta phải viết lệnh thực hiện các cấu trúc lệnh để cho máy tính thực hiện. Ví dụ đây là mình dùng cái trình biên dịch Ruvator cho cái ngôn ngữ lập trình Python để mình thực hiện cái chương trình tính tổng, mà mình yêu cầu là máy tính tính cho tôi cái tổng của hai cái số này. Thì đầu tiên mình sẽ dạy máy tính làm đã, tức là mình sẽ viết các câu lệnh để bảo máy tính thực hiện. Sau khi mình đã dạy máy tính rồi, mình đã viết các câu lệnh rồi, mình chỉ việc thực thi thôi. Ví dụ nhá, mình sẽ thực thi cái đoạn code, đoạn lệnh này để máy tính thực hiện tính tổng với mình nhá. Mình nhấn run mình chạy này. Đấy. Máy tính sẽ yêu cầu bạn nhập số thứ nhất, mình nhập 34 này, mình nhập số thứ hai này, 45 này, nhấn nó sẽ ra tổng. Được chưa? Bây giờ mình muốn tính tổng hai số khác nữa, mình lại run nó chạy này. Thì mình tính tổng là 100. Chưa? 100, 1000. Đấy. Tức là mình chỉ cần hướng dẫn máy tính làm một lần thôi, từ lần sau mình sẽ yêu cầu nó thực hiện là
và cứ thế tức là thực hiện theo mình, cho mình rất nhiều lần. Đấy là hai ngôn ngữ lập trình mà dành cho các con, các bạn nhỏ cũng có thể học được. Lập trình bằng đồ họa, giao diện SGraph, và lập trình bằng cấu trúc, bằng câu lệnh mà chúng ta phải viết vào thì chúng ta sẽ học lập trình bằng Python. Cái lập trình bằng Python này đó là cơ sở để chúng ta sau này chúng ta sẽ trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Ví dụ chúng ta sẽ trở thành lập trình viên về game, chúng ta có thể trở thành lập trình viên về phần mềm, lập trình viên về website và lập trình viên máy học, tức lập trình viên lập trình các chương trình cho phần cứng, lập trình các chương trình cho các con robot, cho các máy điều khiển, chưa nhỉ? Ví dụ đây là một chương trình game mà mình đã dùng cái ngôn ngữ Python mình lập trình ra, phải chưa nhỉ? Mình sẽ mở ra nhé, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Open ở đây, bên này nó có rồi. Đây, mình đẩy game đây. Đây là một chương trình game mà dùng ngôn ngữ Python để lập trình ra. Đây, chúng ta phải viết các câu lệnh như này. Đấy, nó không gấp thả như bên SGraph, mà chúng ta phải dùng các câu lệnh, các dòng lệnh, hay tôi gọi là viết code. Viết code chính là viết các câu lệnh với các dòng lệnh để ra một chương trình. Nên mình sẽ chạy nha, mình sẽ dắt cái chương trình game này cho các bạn xem nhé. Chạy nó này, ra đây nhá. Cái game này, cái game này ngày xưa là mình hay chơi đấy. Đấy, chưa nhỉ? Đây, đấy, dùng Python để chúng ta lập ra các chương trình game. Khi chúng ta chơi game trên mạng là chúng ta đang dùng cái chương trình của người khác lập ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ tự lập ra, tự tạo ra các chương trình game của mình để cho người khác chơi. Đấy, đấy là Python để chúng ta có thể lập ra một cái chương trình game đơn giản nhưng phức tạp tùy theo cái ý tưởng của chúng ta. Đấy. Còn cụ thể đi vào từng bài học trong lập trình của Python như thế nào thì chúng ta sẽ học trong các bài tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo.